Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, trong buổi chiều người muộn ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe ở phân khúc hạng C, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc. Chiếc xe Deula Sati nhập khẩu bản CDX. Bản này là bản chót nhá, đời cuối này. 2012 thì sẽ lên tên khác rồi. Một chiếc xe sơn xi màu trắng rất là hiếm. Thân vỏ lành lặn, máy số cực kỳ là chất. Đấy, bản này thì được trang bị khá là đầy đủ. Phiên bản số tự động, máy 1.6, điều hòa auto, ABS túi khí, gương kính chỉnh điện. Hệ thống đèn cũng là auto nhé, cửa sổ trời. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 265 triệu đồng. Đấy, biển này thì quý vị các bạn có thể mà đi thôi. Bên em sẽ bao công chứng hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Sơn xi rất là đẹp. Xe này được trang bị ABS, là răng đúc 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh. Hạn đăng kiểm tháng 12/2022. Đấy, được định vị ở phân khúc hạng C cho nên là nó rất là rộng rãi. Nội thất ghế da nguyên bản, ghế múi này. Phiên bản số tự động. Công suất cực đại của khối động cơ này vào khoảng hơn 100 mã lực. Có xe thì có kích thước chiều dài là 4m6, bề ngang là 1m79 và chiều cao là 1m47. Đó, kích thước rất là lớn, form dáng đẹp, đi đầm chắc. Hệ thống cột kèo này, góc bàn đề đấy, zin đét, táp ly cánh này đẹp như mới. Hệ thống keo chỉ tâm nguyên bản. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like và nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những xe mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Deula Sati CDX bản nhập khẩu đời chót 2011, phiên bản số tự động. Bình xăng của xe này hơn 50 lít thôi, đổ một lần đi rất là nhiều luôn. Bốn quả la răng rất là đẹp luôn, la răng hợp kim nhôm, dạng la răng 5 chấu, la răng 17 inch. Thành lốp khoảng 10 phân, đấy, lốp còn rất là mới này. Bề mặt lốp mà hơn 20 phân cơ. Xe này thì dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Trang bị công nghệ đèn halogen. La Sati Deula Sati CDX. Sơn xì quá đẹp quý vị các bạn. Đó, có cái đường gân gờ ghép lối này. Rất là khớp luôn. Thống treo đây. Đó. Giảm chấn bằng lò xo lén tự lực, núp lát dây bích. Một chiếc xe nhập khẩu phiên bản số tự động với trang bị đầy đủ, với một mức giá khá là hợp lý, 265 triệu đồng. Quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết chiếc xe này. Quý vị các bạn mà xa xôi không đi lại được thì cứ cọc thôi, em sẽ hỗ trợ vận chuyển tận nơi cho quý vị các bạn. Đó. Có bệ thì tay hàng ghế phía sau. Đấy, trần quá đẹp luôn. Đấy, cửa sổ trời. Thân ghế da, ghế múi, ghế da rất là dày dặn, sạch đẹp. Mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này thì vào khoảng 6,7 lít đường hỗn hợp.
xe này khá là đều xe, mọi thứ đều còn nguyên bản. Gương kính chỉnh điện cụp xòe, hệ thống đèn auto nhá, cứ cảm biến ánh sáng hay trời tối nào nó tương bật. Đây mắt sản xuất này, nhập khẩu đời chót 2011. Ốc các bản lề đều nguyên bản hết. Một chiếc xe mà chủ xe đi khá là giữ xe, giữ gìn. Đây bảng táp lô đồng hồ đây, đầu đài nguyên bản, điều hòa auto, phiên bản số tự động. Có đây là có số bán tự động để có thể hỗ trợ leo dốc đổ đèo. Chìa khóa thông minh để lầu start top này. Đó, máy đã nổ đây. Đó, trời tối là đèn tự sáng nhé. Đó, máy nổ rất là êm luôn. Hệ thống âm thanh của chiếc xe này thì không chê vào đâu được, âm thanh sâu. Túi khí đây, điều chỉnh cửa sổ trời này, chìa khóa nguyên bản theo xe, hai chìa. Đấy, trên vô lăng tích hợp phím bấm này, vật lý này, cruise control, ga trên vô lăng này, túi khí. Đó. Đấy, gạt sang bên này là mình có thể đi số tay và điều khiển ở trên vô lăng. Có cả loa tép này. Có gương cụp xòe này. Ô đô chỉ hơn 11 vạn chút xíu rồi. Vô lăng bọc da và khoác thêm một cái áo vô lăng nữa. Phần gương, phần đèn thì em bao test cho quý vị các bạn nhé. Hoạt động trơn tru đầy đủ. Xe này thì cốp nó cũng khá là rộng. Phần cúp C trang bị đầy đủ hiện đại, sơn xi đẹp, đời chót. Cốp thì cái khóa điện này nó đang hết điện thôi rồi. Rất là đẹp luôn. Đèn halogen, đèn chiếu sáng tự động nhé. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần phóng máy của chiếc Dulacetti CX. Nhập khẩu đời chót, sản xuất 2011, phiên bản số tự động, máy 1.6, trang bị động cơ Ecotec, trục cam kép 3 miếng phim thông minh, công suất cực đại là khoảng 120 mấy mã lực. Chính xác thì em có nhớ, nhưng mà con này đi rất khỏe, rất là phê luôn. Máy nổ êm, máy móc khô ráo sạch sẽ. Xe này thì máy đặt ngang, dẫn động cầu trước. Đây là cục chia bét đây các bạn nhé. Rồi tối quá. Đây rồi. Đó. Không đâm va tai nạn gì.
lắp capo là cái phần giảm ồn đây còn nguyên, còn rất là đẹp luôn. ECU này, trung tâm đầu não mọi hoạt động của xe này. Màu này thì rất là hiếm. Ducati có màu xanh đá, màu bạc, màu đen và màu trắng này thì rất là hiếm này, rất là ít có nhé. Có một chiếc Ducati CX nhập khẩu đời chót, sản xuất 2011, phiên bản số tự động, máy 1.6, phân khúc C, trang bị đầy đủ hiện đại, form đẹp đi đầm chắc, sơn xi màu hiếm, sạch sẽ. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất 265 triệu đồng. Vâng, 265 triệu đồng thì bên em bao công chứng hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn nhé. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe, liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành ủng hộ kênh Ô Tô Hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.